Mình phục vụ chim cô gái. Hôm nay mình làm cái clip là buổi tối mình về bón chim non để lên thuần làm khách cho các bạn mà ai đam mê chim cô gái nuôi là hàng thuần. Đây, mình bắt đầu tiến hành bón cho các bạn xem nhá. Bắt đầu hành trình mình bón này. Đấy, ngày nào mình phải bón 4 lần này. Đấy, quy trình là xi lanh của mình đây. Rất đơn giản. Bón thực tế cho các bạn xem nhá. Nhưng con chim mình nuôi rất thuần luôn. Chỉ có thế này là xong rồi. Đấy, ngón tay bịp vào đây này, và phá sản đã lò. Ngày mình chỉ bón 4 lần thôi. Đấy. Xong. Đây, quý vị các bạn trẻ này xem mình bón rất đơn giản. Mình bón một lúc mấy chục con. Đấy, phục vụ cho các bạn chơi những con lên chim khách nhá. Đấy, con này mình bón tay mình bón nhá. Các bạn mua chim của mình rất uy tín. Đấy, những chú nuôi từ bé bón từ nhỏ bắt đầu mình lông ống. Mình bán 5 phút hết mấy chục con rồi. Đấy, nuôi phục vụ chim quay hay. Kênh chim quay rất uy tín. Hàng nào cũng có, hàng chim non, hàng chim bổi, hàng chim ấy có hết. Đấy, rất đơn giản. Người ta bảo người thực thực thực. Đấy, mình bán cho các bạn xem này. Mua những con chim của mình rất thuần luôn này. Ngày mình chỉ bón 4 lần thôi. Nên quy trình này bón một tuần là tự mổ là nó nhàn hơn. Còn bây giờ mình phải phục vụ nó. Đấy, rất đơn giản này. Chim đã no rượu rồi này. Đấy, ai mà muốn bón chim thì cứ học cách của mình này. Nếu xem video like chia sẻ cho mình nhá. Cứ học cách của mình và đảm bảo không chết một con nào luôn. Không thất thoát trừ chuột vổ. Đấy, những con này nuôi bắt đầu mới lông ống toẽ này. Đấy, ngày nào cũng bón này đấy. Lúc nào biết mổ là đăng ký cho hộ, nhớ bấm chuông, like, chia sẻ cho mình. Đấy, rất đơn giản này, xong không có cái gì cả, mỏ khô luôn. Rất nhà như mẹ mỏ, như kiểu mẹ nó bón mồi ấy. Đây là cái, mình có cái xi lanh này, có một cái đầu này, thế này nó rất đơn giản. Đấy, mình ngày nào cũng phải bón đấy. Đấy, phục vụ cho các bạn hôm nay một chú chim rất tốt lành, nuôi thuần thục nhá. Các bạn mà mua được chim của mình bó tự tay mình bón thì cảm giác rất ok luôn. Chim thuần luôn. Đấy, ngon này, không vấn đề gì. Hít hít. Đấy, mới đó nhỏ mình cũng thích chim đó, nó hay cứ trêu trêu nó vào hít hít, kêu hít hít. Đấy, mình bón cho chắc là phút được mấy con rồi. Bây giờ này đúng như là mọi hôm mình bỏ sơ, hôm nay mình về tối quá, mình bỏ muộn. Đấy, mình làm tranh thủ mình làm clip cho các bạn xem và học hỏi nhá. Mình chia sẻ. Đấy, cho các bạn ai nuôi chim như này cứ làm như mình mà. Mình tên là Lâm Vũ, trong Facebook, Zalo có đấy, nhưng mà mình nuôi hầu như là đa số là phục vụ chim cô gái hay thôi. Sau này mình cũng định làm kênh nhưng mà từ từ đã, mình đang gọi này. Kinh tế còn hạn hẹp chưa làm được. Đi sâu nó lúc nào khỏe vốn lên thì mình mới làm được. Đây. Cứ vài cái mỏ hai tay bóp vào đây. Túc thẳng mà diều nó cha gì một tay giữ cái cuống họng nó phát là xong rồi. Đấy. Bỏ ra cha có gì. Nên là như kiểu mình là con mẹ nó bón ấy. Trong những chú này lên nó rất thuần này, đậu cầu đúng biết là nó không sợ người nữa. Nhẹ nhàng. Động vật thì nó rất quý, mình cứ gần gũi nó thì nó lại gần gũi mình. Đấy. Ok, xong. Đấy, mình chỉ làm tí nữa là xong hết mấy lồng này. Rất đơn giản. Yêu sao tiếng gáy chim cu, gầy đà bể nước lời ru của bầm.